Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, Hoa Kỳ là một quốc gia có tầm vươn xa nhất trong lĩnh vực quân sự hiện nay. Tính đến ngày nay, quân đội Hoa Kỳ có các căn cứ quân sự tại 56 quốc gia và khu vực trên thế giới. Thậm chí quân đội Mỹ còn có vài căn cứ tại một đất nước ở một số quốc gia và khu vực, bao gồm cả những quốc gia như Cuba của chính phủ không thân Mỹ. Châu Âu là trọng tâm của hệ thống triển khai toàn cầu của quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ có căn cứ quân sự tại ít nhất 19 quốc gia và khu vực tại châu Âu. Hầu hết tất cả các quốc gia lớn ở châu Âu bao gồm Anh, Đức, Ý là những khu vực triển khai trọng điểm của quân đội Mỹ. Nhưng có một hiện tượng thú vị là nước Pháp, quốc gia cốt lõi của châu Âu và liên minh châu Âu, EU lại không có bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ trong thời hiện đại. Lý do cho điều này là kết quả trực tiếp của một quá khứ đầy tính tranh cãi giữa hai nước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ xem xét những gì đã xảy ra giữa Mỹ và Pháp. Trên thực tế, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Mỹ cũng đã thiết lập các căn cứ quân sự tại Pháp và số lượng cũng rất nhiều. Pháp trở thành thành viên của phe phương Tây sau Thế chiến thứ hai và là một thành viên quan trọng. Ngày 4 tháng 4 năm 1949, khi nato do mỹ đứng đầu được thành lập pháp là thành viên sáng lập chính và bởi vì khu vực tây đức do tây đức chiếm đóng là nơi đi đầu trong cuộc đối đầu đông tây nên hầu như không thể ngăn chặn một cuộc đột kích của liên xô không quân mỹ không những muốn triển khai các máy bay chiến đấu tiên tiến vào thời điểm đó đến tây đức mà còn muốn tập trung tất cả binh lực bao gồm cả các hạm đội tới đó được triển khai đến khu vực phía tây sông rin ở miền tây nước đức cho phép các hạm đội này có thời gian phản ứng nhanh trong thời chiến. Vì vậy, nước Pháp trở thành địa bàn nòng cốt của không quân Mỹ ở châu Âu thời bấy giờ. Năm 1950, Pháp đồng ý cho Mỹ thành lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Trong vòng 10 năm sau đó, người Mỹ liên tiếp thành lập 11 căn cứ không quân lớn trên đất Pháp. Máy bay chiến đấu và máy bay vận tải tiên tiến của không quân Mỹ bao gồm máy bay F-100D, và C-130A đã được triển khai trong các căn cứ quân sự của Pháp. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng triển khai một số lượng quân đáng kể tại Pháp trong thời kỳ này. Bộ chỉ huy tối cao các lực lượng đồng minh ở châu Âu của NATO cũng đặt tên là Versailles, thủ đô Paris của Pháp. Có thể nói, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các căn cứ quân sự do Mỹ thành lập tại Pháp là nòng cốt trong việc triển khai quân sự tại châu Âu. Pháp cũng thành lập nhóm ba ông lớn cùng với Mỹ và Anh trong khối NATO. Bắt đầu giữa Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, trong chiến tranh lạnh, Mỹ và Pháp đã nhanh chóng phân hóa lợi ích của họ. Những ai quan tâm đến lịch sử thế giới hiện đại, hẳn nhiên đều biết nước Pháp từng thành lập một đế chế thuộc địa toàn cầu với diện tích hơn 10 triệu km vuông trong lịch sử thế giới cận đại. Giống như nước Anh, mặc dù độc lập dân tộc đã trở thành xu thế chủ đạo của tình hình thế giới sau chiến tranh, Pháp có rất nhiều thuộc địa ở nhiều nơi trên thế giới. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Pháp đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh với các tổ chức phong trào của các nước thuộc địa đòi độc lập. Một trong những cuộc chiến nổi tiếng nhất đó là tại Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1946, Việt Nam đã tham gia cuộc chiến kéo dài 8 năm với Pháp để giành độc lập. Và khi cuộc chiến bước sang năm thứ 8, tình hình chiến sự đã phát triển theo chiều hướng ngày càng bất lợi cho quân đội Pháp. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, một trận đánh quyết định đã nổ ra tại Điện Biên Phủ. Hơn 40.000 quân Giải phóng đã mở cuộc tấn công chống lại quân Pháp tại Điện Biên Phủ, một thị xã quan trọng tại bắc Việt kỳ ấy. Quân Pháp tiếp tục rơi vào thế khó khăn nhưng không thể lật ngược được tình thế. Lúc này, Pháp nghĩ đến đồng minh lớn nhất của mình là Mỹ và nhờ Mỹ giúp đỡ đề nghị nước này mở một cuộc không kích nhắm vào bộ đội Việt Nam đang tấn công Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, dù bên ngoài chính phủ Mỹ ủng hộ Pháp, nhưng thực chất họ rất vui khi nhìn thấy sự sụp đổ của đế quốc thực dân Pháp càng sớm càng tốt. Vì vậy, vào thời điểm quan trọng này, Tổng thống Mỹ Eisenhower đã từ chối cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho quân đội Pháp. Kết quả là cuối cùng, quân Pháp đã bị Việt Nam đánh bại tại Điện Biên Phủ và chỉ huy pháo binh Charles Piro cũng cho nổi lưu đoạn để tự sát. Kể từ đó, Pháp từ bỏ các thuộc địa châu Á của mình. Bắc Việt Nam đã giành được độc lập và Hoa Kỳ đã tiếp quản các thuộc địa Đông Dương khác như miền Nam Việt Nam từ tay nước Pháp. Hai năm sau, Mỹ giáng cho Pháp một đòn chí mạng. Ngày 26 tháng 7 năm 1956, Ai Cập tuyên bố sẽ quốc hữu hóa kênh đào Suez trong công ty kinh doanh kênh đào Suez trước đó đã vận hành kênh đào này. Anh và Pháp lần lượt sở hữu 41% và 52% cổ phần, nên hai nước đương nhiên rất sốt so sáng với quyết định này và không hài lòng. Kể từ đó, Anh và Pháp đã lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn cùng với Israel, kẻ thù số 1 của Ai Cập thời bây giờ. Theo kế hoạch của ba bên, trước tiên Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào bán đảo Sinai ở Ai Cập, nơi giáp biên giới với nó sau đó Anh và Pháp can thiệp để yêu cầu ngừng bắn ở cả hai phía của kênh đào Suez. Mục đích của việc này là giành quyền kiểm soát kênh đào Suez. Ngày 29 tháng 10, Israel tiến đánh Ai Cập theo lịch trình. Hai ngày sau, Anh và Pháp huy động hơn 100 tàu và hơn 200 máy bay ném bom quân Ai Cập. Ngày 5 tháng 11, họ chuyển hơn 20.000 quân đổ bộ để ép Ai Cập. Dù nước Anh, Pháp và Israel nhanh chóng chiếm thế thượng phong về mặt quân sự, nhưng những hành động quân sự này đã khiến dư luận quốc tế lên án rất nhiều. Điều khiến Anh và Pháp bất ngờ hơn nữa là đồng minh lớn nhất của họ là Mỹ lúc này lại đứng về phía Liên Xô. Ngày 30 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết lên án nước Anh và Pháp. Mặc dù Anh và Pháp cùng sử dụng quyền lực phủ quyết để phủ quyết nghị quyết này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng Mỹ đã thực hiện một loạt các biện pháp thực chất vào thời điểm này. Đầu tiên, Họ bán phá giá một lượng lớn đồng bằng Anh trên thị trường quốc tế, khiến cho đồng bảng Anh mất giá 15% trong vòng vài ngày. Đồng thời, Quỹ tiền tệ quốc tế đã từ chối đơn xin vay của Vương quốc Anh và ngừng cung cấp viện trợ tài chính cho Vương quốc Anh và Pháp. Ngoài ra, Liên Xô lúc này cũng ra tối hậu thư cho nước Anh và nước Pháp, nêu rõ nếu không ngăn chặn ngay cuộc xâm lược Ai Cập thì sẽ có hành động quân sự. Trước sức ép mạnh mẽ của Mỹ và Liên Xô, anh pháp và israel cuối cùng buộc phải nhượng bộ và rút lực lượng quân sự của họ khỏi ai cập kết quả của sự việc này đã đẩy nhanh sự sụp đổ của đế quốc thực dân anh và pháp nước anh sau đó nhận ra rằng họ bất lực để chống lại nước mỹ và sẵn sàng trở thành em trai của mỹ kể từ đó pháp không muốn bị mỹ kiểm soát nhận ra rằng mỹ không phải là một đồng minh đáng tin cậy nước này phải lôi kéo các nước châu âu khác thành lập một lực lượng thứ ba và xây dựng khả năng cạnh tranh với Mỹ và Liên Xô. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ, Pháp đã chuẩn bị trong gần 10 năm. Vì vậy, trong 10 năm này, một trong những nhiệm vụ cốt lõi của Pháp là phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình thông qua nhiều kênh khác nhau. Năm 1959, Pháp rút khỏi hạm đội địa Trung Hải do NATO thành lập, đồng thời từ chối cho phép Mỹ và Anh triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Pháp theo quyết định thống nhất của NATO. Sở dĩ Pháp làm như vậy là vì vũ khí hạt nhân của họ đã gần được phát triển. Năm 1960, Pháp thử nghiệm thành công bom nguyên tử và trở thành quốc gia thứ ba trong khối NATO sở hữu công nghệ hạt nhân. Khi mới sở hữu bom nguyên tử, Pháp cũng từng muốn sử dụng bom hạt nhân để hỗ trợ đất nước này có vị thế ngang hàng với Mỹ và Anh về chiến lược hạt nhân trong khối NATO. Tuy nhiên, đề nghị này của Pháp nhanh chóng bị Mỹ và nước Anh từ chối. Kể từ đó, Nước Pháp thất vọng về cơ bản đã hạ quyết tâm rút khỏi tổ chức quân sự NATO và bắt đầu bí mật thực hiện nhiều công việc chuẩn bị khác nhau. Năm 1963, sự khác biệt giữa hai bên bắt đầu có dấu hiệu bùng phát. Khi đó, Mỹ đứng đầu trong việc thành lập hạm đội hạt nhân Bắc Đại Tây Dương thống nhất của NATO, nhưng Pháp bất ngờ tuyên bố rút quân trong quá trình chuẩn bị vì Tổng thống Pháp là Charles de Gaulle đã quyết định thành lập hạm đội hạt nhân Bắc Đại Tây Dương của riêng nước Pháp nhưng việc rút khỏi NATO và cho phép tất cả quân đội nước ngoài rút lui là một quyết định chiến lược cực kỳ quan trọng. Do đó, sau khi Pháp công khai va chạm với Mỹ về vấn đề hạm đội hạt nhân, phải mất gần 3 năm chuẩn bị trước khi có hành động cuối cùng. Và việc chuẩn bị này luôn được thực hiện trong tình trạng tuyệt mật. Ngày 7 tháng 3 năm 1966, Tổng thống de Gaulle bất ngờ tuyên bố trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Lyndon Johnson rằng ông sẽ rút khỏi tổ chức quân sự của NATO và yêu cầu tất cả quân đội nước ngoài đóng trên lãnh thổ của mình phải rút lui trong một thời hạn. Người Pháp quyết định nối lại việc tự ti chủ quyền hoàn toàn trên tất cả vùng lãnh thổ của mình. Trước khi Bộ Ngoại giao Pháp chính thức gửi bức thư ngỏ này cho Mỹ, họ chỉ thông báo cho Mỹ về quyết định liên quan qua đường ngoại giao trước hai ngày, nên cả Mỹ và NATO đều cảm thấy rất bất ngờ. Vào thời điểm đó, Pháp chỉ cho phép quân đội Mỹ rút khỏi đất nước trong một năm, và yêu cầu tất cả quân đội Mỹ rời khỏi lãnh thổ của Pháp trước ngày 1 tháng 4 năm 1967. Vào thời điểm đó, quyết định này đã gây ra sóng gió lớn trong nội bộ NATO, thậm chí khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu NATO có thể tiếp tục tồn tại hay không. Trên đây là một vài lý do khiến Mỹ không có căn cứ quân sự tại nước Pháp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.